Xin kính chào tất cả quý vị khán giả quay trở lại video tiếp theo của mình. Thì hiện tại vừa rồi mình cũng đã nấu xong một cái nồi cao, một nồi nước cua đặc ăn xoa. Tại sao mình vẫn hay nhầm lẫn với cao và nước cua đặc? Thì nó là cũng là một cái dạng nấu cao thôi. Thế nhưng mà cái này gọi là nước cua đặc bởi vì nó không đặc như là giống như là cao động vật, nó không cứng như là cao động vật, mà cái nước cua đặc này nó gọi là rất là mềm và nó đặc đến được cỡ này cũng khá là tốt, khá là đẹp rồi. Đây như cả nhà nhìn thấy này, những ai đã sử dụng rồi thì mới biết được cái khả năng, cái tác dụng của nó như thế nào. Về vấn đề các vấn đề về gan đấy, như cả nhà nhìn thấy nó rất là dẻo và cái màu nó một cái màu đen cực kỳ là đẹp mắt, và khi pha nước ra thì nó có một cái màu vàng và cái vị đặc trưng một cái vị đặc trưng của nó là khi mọi người ngửi đấy có một cái mùi thơm của mật ong cũng như là mùi thơm của cái nước cô đặc ăn xoa này. Cái mùi ăn xoa này nó rất là thơm luôn, và đặc biệt là khi pha vào nước nóng ấy, đây là một cái thức uống cực kỳ là dễ uống. Khi mà sử dụng trực tiếp cái này thì nó có một cái vị hơi ngăm ngăm đắng. Để nấu một nồi cao này như một nồi cô đặc như thế này thì mất khá là nhiều thời gian, như mọi người đã theo dõi từ trước rồi ấy. Nó rơi trong 4 ngày 3 đêm gọi là nấu thông. Về cái tác dụng của nó thì là chuyên các vấn đề về gan, mát gan. Các bác nào mà hay sử dụng rượu bia ấy, thì nên sử dụng cái này để cho nó thanh lọc cái chất độc và cũng như là phục hồi về gan. Cái chức năng của gan cực kỳ là quan trọng ở trong cơ thể, đó là một cái nơi mà đào thải các độc tố mà từ thức ăn cũng như thức uống hàng ngày của mình ra bên ngoài qua đường tiểu tiện, đại tiện nó cũng như là đường mồ hôi. Nếu mà gan của mình hoạt động quá là nhiều, thì nó sẽ gây ra các tình trạng là viêm gan B, viêm gan C, nóng gan, rồi lâu ngày nó sẽ chuyển sang giai đoạn là ung thư. Thế nên là khi mà sử dụng cái nước cô đặc này hàng ngày, nó sẽ đem lại một cái lợi ích cực kỳ là tốt đối với cơ thể. Chúng ta hãy lên để ý đến các chức năng về gan. Khi mà gan nó đã yếu rồi thì nó kéo theo các những cái bệnh khác liên quan, kể cả cái bệnh viêm khớp hay là đau lưng hay là các bệnh khác. Tiền đề của nó là từ trong gan và ra. Gan yếu không lọc được các chất độc ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng đến thận. Thận nó sẽ đẩy, thận nó yếu là nó sẽ không lọc được máu, mà khi mà không lọc được máu rồi thì nó đẩy ra các những nơi yếu nhất của mình. Có người thì là bị đau xương khớp, có người thì lại bị các vấn đề về máu, có người thì lại bị vấn đề về tiêu hóa. Nên là khi mà sử dụng các bài thuốc liên quan đến gan thì nó sẽ tốt luôn sang đến thận. Và đặc biệt nữa là cái nước cô đặc ăn xoa này, khi
khi mà sử dụng thì nó có hiệu quả thêm về cái vấn đề là mất ngủ. Đây, một màu rất là đẹp luôn. Bây giờ mình cho vào trong cái lọ này. Cái lọ này là mình đóng là 100ml cả nhà. 100ml là khi sử dụng, cách sử dụng thì cũng khá là đơn giản thôi. Thì sử dụng hàng ngày cũng được. Mọi người có thể là pha ra một cái phích, cái chai để mang đi uống, hoặc là có thể uống theo bữa, sáng, trưa, chiều, tối cho ăn. Và khi mà sử dụng cái nước cô đặc này thì nó sẽ có một tình trạng đó là đi ngoài. Cái vấn đề đi ngoài này nó sẽ xảy ra trong vòng một tuần. Bởi vì khi sử dụng cái này thì các gan nó sẽ đẩy ra các đường, đó là tiểu tiện này, đại tiện. Gần Tết rồi thì chắc chắn là các bác đã sẽ sử dụng rượu bia. Mình thì cũng không khuyên các bác là sử dụng rượu bia nhiều, nhưng mà chính vì Tết mà gặp nhau câu chuyện câu trò thì cũng muốn ngồi với nhau một vài ly. Đấy, nhưng mà các vấn đề liên quan đến thì mình cũng nên để ý đến sức khỏe của mình một chút. Khi mà sử dụng cái này thì gan nó tốt rồi thì mình có thể là mình uống được nhiều hơn. Đấy, gọi là mình cứ trêu đùa là như vậy. Thế nhưng mà nó có tác dụng như vậy thì mình lên sử dụng để làm sao nó gan mình tốt. Các bác người cao tuổi từ 40 50 thì hay bị các tình trạng là mất ngủ do độ tuổi của mình cũng như là do cái tâm lý thì mất ngủ. Và khi sử dụng cái này thì rất là tốt, mà nó mang lại ở trong cái nước cô đặc ăn xoa này có một cái hoạt chất gọi là rất tốt cho vấn đề chữa vấn đề mất ngủ, ngủ rất là sâu giấc. Rất là nhiều các bác đã sử dụng và đã phản hồi lại đối với mình, đó là một cái thành quả rất là lớn đối với cái nước cô đặc ăn xoa này. Và từ trước đến nay rất là nhiều người đã sử dụng rồi, kể cả các bạn mọi người nếu chưa tin tưởng vào cái nước cô đặc ăn xoa này thì mọi người có thể tìm hiểu trên mạng cũng khá là nhiều những cái bài viết nói về cái cây ăn xoa, một cái cây gọi là hung thần chữa các vấn đề về gan. Chính vì vậy mình đã học được một cái bài gọi là nước cô đặc ăn xoa này để phục vụ mọi người. Hy vọng là mọi người không mắc phải các bệnh liên quan, nên là không phải sử dụng nước cô đặc ăn xoa. Đấy, ai mà có nhu cầu cần phải sử dụng cái này thì cứ liên hệ với mình. Cái video này cũng sẽ xin phép kết thúc ở đây nhé. Về hình thức vận chuyển thì mình có vận chuyển qua shipper hoặc là thanh toán chuyển khoản trước cũng được, và thanh toán cho bạn giao hàng cũng được. Thì cảm ơn tất cả mọi người đã luôn đồng hành với mình trong cái thời gian vừa qua, và nếu mà ai có nhu cầu thì cứ liên hệ với mình.
để mình có thể là tư vấn cũng như là hướng dẫn mọi người một cách sử dụng hiệu quả và nhanh nhất.